trích đoạn vụ án Mã Ngu. Em ơi thân bày mưa ngâu bắt cầu thước chân dài sơn hoàng sáu một năm hoàng hiền dài xa đức anh văn. Còn khi nhớ em chỉ bằng khóc hận lầm thân ghi canh đắng cay đường về đầu mịt mù tâm tôi mà lội đi về mời có ngày mai vì người ta cúp anh đi đôi mắt cầu năm đã mù rồi quán đang kêu rau biết cùng ai sớt chia mà bao nỗi lòng ơi cành xanh chết dần trong sớm mai. Ơi cành xanh chết dần trong sớm mai, ngoài kia lật khoắt mưa bay, ở đây hoàng hiền đắng lòng con trai sẽ ngập lòng nhớ rằng em đã hiểu đức anh thôi, nào đâu ngờ tình lại chia hai, lòng em sung sướng ước tôi cao đến khi muôn đời tháng chín vừa trôi qua. Hết rồi. Thôi nhé, đêm nay trời thổi gió, có cơn minh cảnh thiệt trật ở đâu đây? Ta nghe rượu say đắng lời mẹn thuốc độc, trăng chứa lòng em chính bên cạnh thôi. Đường xưa ngao một mình hoàng hiền sống lẻ loi, xin quên đi ngày xưa cũng vì lưu luyến duyên không tròn. Em vẫn hiểu anh đức anh muốn tròn. Hồng ơi vẫn biết giờ đây câu năm đã xa lìa muộn chi thờ, nhưng trái tim này vẫn mãi yêu hiu người con gái ngày xưa đầu bóng nóng, dù dài gió mưa vẫn một lòng chung thủy, vẫn bền bỉ kiên gan vẫn hiên ngang trước kẻ thù hung bạo. Thì hồng ơi, hồng ơi chúc phúc lâm chung viết lời thờ chính bằng chung tiền. Đêm sương xuống chê hai khóc em dột mãi nước mắt cứ lưng trong. Ôi dưới chân chê hai một ngày dài em thương nhớ súng ngang dây đi giết giặc cho quê mình được bên yên, dù rằng bằng xếp chút ghét có lầm lầm dân lao, nhưng lòng anh thề quyết dân trọn đời yêu chê hai thôi. Uống nước nghe bạn nhé nè. Hả? Cả cái bản nãy chứ. Rồi, phải bạn nào hãy hát bài đó nha. Cầm giang ơi cho dù mặt đất hoàng hiền có sụp đổ đi, vừa tăng chính trời dọn đất đổ, những tình cảm chính đôi ta rập rờ đêm nay rồi. Chàng vàng ly biệt chàng ơi đừng nổi tiếng biệt ly cho đau lòng người chủ đề, đừng khóc nữa chàng ơi dần biệt giờ đây mỗi người mỗi ngà, không có bạo lực nào ngăn tìm cách chính đôi ta bằng trọn đời chung thủy. Dù trò bầu tô phong hoa không lẽ chuyện được tình ta, thì nàng ơi đừng nổi tiếng biệt ly cho thêm đứt đoạn mối duyên. Chúng ta hai cùng nằm tay nhau đi suốt quãng đường trần, cho dù người ta có dùng quyền quý thế lực cũng không dễ hoàn ngăn cách được chính đôi ta. Cầm giang ơi đường đời nhiều nỗi gian lao, mà hại ta bị đập trong dòng mưa tháng chín vừa hết qua ngang trai. Nếu kiếp này mình chẳng sống được gần ở bên nhau, thì hẹn kiếp sau cho bền duyên tươi tóc.
Trầm Giang ơi đừng dối trách, trả lại chi chiếc áo cô dâu cho thêm đau lòng chủ rể. Rượu vào bôi chưa uống mềm môi, sau đêm họp trận trời nợ chia khách, điềm đạo dương dẫn xa người. Còn gì nữa đâu mà mơ ước à, trong đời chiếc thuyền xuống cho xuôi dòng bên lờ đầu, bị nhận chìm vì bão tố phong cha. Còn gì nữa đâu một đám cười làng quê, chú rể cụ dâu thẹn thùng trống áo cưới mới đẹp. Gái trai làng họ cùng nhau thầm rồi, nô đám cưới nghèo anh chị vẫn đẹp làm sao. Máu nhuộm xương chùa câu 2 câu 5. Bà, dạ thưa bà, con là một kẻ từ miền xá cô độc quá, để đến đây dân lịnh ao gia cung. Ông là ai mà làm chỗ tôi thêm bàng hoàng, hoàng hiện xúc động, ông hãy về đi. Bà Thúy ơi, tôi sẽ về một phương trời xa xôi, dịu diện ở đó có tâm sự loài chim biển. Bà hãy quên tôi trong kỷ niệm bụi mộng ban đầu. Tôi sẽ ra đi và chấp nhận một mình một cuộc sống bên trời đầy cô độc, như loài chim buồn lạc lòng giữa đêm khuya. Rồi một phút giây nào tôi có chạnh nhớ thương, tôi sẽ dừng chân nơi chuyện đồn bến qua làng. Xin bà hãy quên tôi những gì đêm vào kỷ niệm, và khóc cho nhau vài giọt lệ ban đầu. Anh Tư, năm ca thứ bảy, cần cho cộng năm ca, cộng năm biết chữ ca hết luôn, hết chữ bằng hết chữ luôn đó. Còn nói gì thêm nữa Thi ơi? Rồi đầy ý kiều quá sẽ đưa cháu thanh về đất Hoàng Lan. Ở nơi đó chắc cuộc đời cháu thanh bình thản, rồi sẽ chôn dần trong kỷ niệm của tình ta. Khi mặt trời đen ngả về trong thánh, thì hoàng hiện mới bằng chính thi thiệt. Khoan để nhẫn khúc. Tiền nó quay số rồi. Ở đâu? Nhà đâu rồi đó? Dạ, nhà cũng nằm ở khúc mà nửa đường đại một. Cái loại gì vậy hả? Thôi con năm bán số cùng năm qua bên chợ mình quán vòng chợ xuống quán Long Đẹp lên con chị Nguyên mình đó hai nhân chợ gì chợ Bến Bà. Bên đây cô qua mình chế tư chín hâm qua bắt bảy cài chị gì Kim Tho bà Lôn rồi vậy đó, anh Hùng Hết Sốt cha Hai Long vậy được rồi. Dạ, cha cái khúc màu mà ô môn bình tĩnh nhà chị Tư mình ngôi sao biệt thự ha, một ngôi sao gì 39 3 tỷ đây, bên đây 90.000 chẳng, cái ngôi sao nhà ông chính thị á cha, con lên vừa chẳng dạng đầu nấu chè ăn á, đi qua nhà gì đó
mặc đồ công an tỉnh đó, chừng ai khác cha cha hồi nhỏ mai đồ giữ cha không giữ mà bây giờ cha giữ cha lúc chín rồi trong bụng mơ cổng đóng thiệt cha chưa hử con năm tới ngủ ở đâu cũng năm ngủ cây mà giống mình á mình cây đóng rồi giữ bút đóng chẳng chung vườn gồm bán số ngày được cỡ nhiêu cũng năm chừng nhiều 800 dạ bữa nay 100 mà cộng 59 tờ đó thì bên chị nhân cho 10.000 với 50 bơm chạy lâu cái mũi để đi vô bông này.